Thì hôm nay trong cái bài đầu tiên thì tôi sẽ trình bày cho tất cả các bạn là về khái niệm Responsive Website. Thì khái niệm Responsive Website hay còn chữ viết tắt là chữ RW Design, Responsive Website. Thì tại sao mà chúng ta phải tìm hiểu về cái kỹ thuật này, và tại sao chúng ta phải tìm hiểu về cái gọi là cái khái niệm này? Thì như các bạn đã biết trước đây, có nghĩa là trước khi mà nó có cái khái niệm gọi là responsive bootstrap, và cũng trước khi mà HTML5 và CSS nó ra đời, thì khi mà chúng ta làm website, tất cả những công ty làm website đều phải phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố. Thì các bạn sẽ thấy là rằng là trước đây là chúng ta phải cái website của chúng ta thì nó phải chạy trên cái gì các bạn, cái máy tính để bàn nè, rồi nó chạy trên laptop nè, rồi nó chạy trên có thể là máy tính bảng, lúc đó thì nó cũng hơi ít nhưng mà nó vẫn có nha các bạn. Rồi nó cũng có thể chạy trên điện thoại thông minh, thì lúc đó có thể là cảm ứng nó chưa có nhưng mà nó vẫn có những cái PDI, hay ví dụ như là O2 vân vân, thì nó vẫn có những cái nhu cầu là chúng ta phải xài cái website trên cái những thiết bị đó. Thì các bạn có biết không, là khi mà chúng ta làm cái web thời đó, thời trước á, thì nó bị những cái vấn đề gọi là gì các bạn, cái màn hình này kích thước nó như thế nào, rồi chúng ta phải làm sao để nó chạy trên cái màn hình desktop, rồi nó cũng chạy trên cái màn hình là điện thoại, rồi nó cũng chạy trên cái những cái màn hình lớn hơn chẳng hạn, thì làm sao? Thì lúc đó người ta thông thường chỉ có một cách là người ta đưa ra một cái tiêu chí là anh phải làm với cái độ rộng là 990. Thì các bạn ví dụ như này, đến bây giờ nó vẫn có những cái website là nó cực kỳ kỳ gọi là chưa có nâng cấp, ví dụ như website này hoặc là những website này, thì các bạn thấy là gì? Khi mà nó đã đảm bảo là cái kích thước này các bạn là 990. Tại vì thông thường những cái máy tính á, là kích thước 990 là thấp nhất, 990 là thấp nhất, cho nên nó đi theo cái nhu cầu là anh hãy thiết kế tôi website thì anh làm 990, mà tôi làm 990 như thế này á thì nó sẽ áp dụng cho những cái màn hình khác đều có chạy được, màn hình lớn cũng chạy được, nhỏ cũng chạy được. Tuy nhiên nó sẽ không chạy được trên di động. Nó những cái website thời trước đây nó chỉ đáp ứng là gì, nó chạy trên những cái máy tính thông thường, và nó có kích thước lớn hơn 990, cái độ phân giải đó các bạn, lớn hơn 990 thì nó chạy. Còn nếu như mình nhỏ hơn 990 thì các bạn sẽ thấy như thế này. Đây, giả sử nó nhỏ hơn 990 này các bạn sẽ thấy điều gì, là thông tin nó bị che giấu, đồng thời nó xuất hiện cái scroll ở phía dưới này, scroll ở dưới này, nó xuất hiện những scroll này các bạn. Đây là những trang web các bạn thấy bây giờ người ta vẫn chưa thay đổi, thì sắp tới thì đây là một trang web gọi là một khách hàng hay đang đặt hàng website này lại cho họ. Thì đây là một trong những cái website vậy các bạn, là nó chưa có chưa nó cập nhật responsive, chưa có bootstrap gì cả. Cho nên các bạn thấy là gì, nó chỉ chạy trên những cái máy tính có độ phân giải lớn hơn 9-10, còn những cái gì mà ví dụ trên máy tính bảng này là thua rồi, người dùng phải run qua run lại, nội dung thì bị che rất là nhiều, tương tự như cái thằng này cũng bị che rất là nhiều. Cho nên cái thời đó những cái công ty lớn, người ta muốn là gì, anh muốn chạy được trên những cái màn hình nhỏ thì buộc anh phải đưa ra liệt kê ra những cái màn hình nào hỗ trợ, những màn hình nào không hỗ trợ. Rồi còn nếu như mà anh muốn là chạy trên mobile đúng không, thì nó có một khái niệm nữa các bạn, đó chính là mobile web. Mobile web có nghĩa là gì, anh phải thiết kế làm sao trên cái mobile á, anh phải thiết kế lại. Lúc đó designer buộc phải thiết kế những cái version là trên mobile nó phải dày nè, trên thiết bị trên cái thiết bị máy tính bảng nó dày nè, rồi trên cái gì các bạn, trên cái màn hình máy tính thì nó là như thế này nè, được chưa nào? Đó cho nên là gì các bạn, người design phải design rất là cực, design phải rất là nhiều version, rất là nhiều phiên bản cho cái website. Còn người lập trình cũng phải cực luôn, cũng cũng phải là gì các bạn, anh phải chọn cái, anh cũng phải viết một cái HTML CSS cho gì các bạn, cho cái desktop nè, cho màn hình desktop, cho màn hình laptop, anh phải viết cho cái thằng máy tính bảng, rồi anh cũng phải viết cho cái mobile. Cho nên cái việc gọi là xây dựng một website cực kỳ tốn thời gian và phức tạp, không đơn giản như bây giờ, được chưa nào? Cho nên kể từ khi mà cái khái niệm gọi là responsive web nó ra đời, thì cái vấn đề về website bây giờ nó được phát triển khá là nhanh, và nó áp dụng những công nghệ rất là mới, làm cho website của chúng ta có khả năng chạy trên nhiều thiết bị. Cho nên tôi nhắc lại cái định nghĩa về responsive website. Responsive website là chúng ta làm cái website có khả năng chạy trên nhiều thiết bị, chạy trên tất cả những trình duyệt, các bạn nhớ nha, chạy trên tất cả những trình duyệt, trên tất cả những cái thiết bị khác nhau, và nó sẽ tự động là gì các bạn, nó sẽ tự động đáp ứng được cho những cái màn hình đó thông qua HTML và CSS mà thôi, thông qua những cái framework HTML và CSS. Thì đó là khái niệm về responsive. Thì tôi demo một số những cái website responsive cho các bạn thấy, responsive cho các bạn thấy. Đây là một trong những cái chúng ta sẽ làm, ví dụ các bạn thấy nè, trên màn hình này, trên cái màn hình này, được chưa nào? Giả sử giờ bây giờ tôi kéo nhỏ cái màn hình lại, tôi kéo nhỏ cái màn hình lại, các bạn sẽ lập tức thấy nội dung nó sẽ thay đổi theo nè các bạn. Đây, bây giờ các bạn không thấy role nào cả,
Và các bạn thấy cái menu bây giờ nó biến thành cái dạng giống vậy đó. Chúng ta click trên menu, bây giờ menu nó biến thành giống vậy, và các bạn thấy nội dung của nó nè, nội dung của nó tự động nó wrap hết lại cho chúng ta, nó biến thành này và chúng ta vẫn có thể đọc được. Bây giờ tôi thu nhỏ hơn, các bạn giả sử trên màn hình di động của chúng ta nhỏ hơn này giống vậy đúng không nào? Đó, khi chúng ta test đó các bạn, thì chúng ta lập trình và chúng ta test gọi là ribbon seal á, thì chúng ta có thể test dễ dàng này, chúng ta kéo nhỏ trình duyệt lại và nó không bị thay đổi. Nhưng mà sau khi chúng ta làm xong để chắc chắn thì chúng ta phải mở lên iPad, chúng ta mở trên di động để chúng ta đảm bảo là chắc chắn nó chạy đúng. Đôi lúc là chúng ta kéo như vậy thì nó chỉ đúng là 90% thôi, chạy trên thiết bị di động có thể sai, có thể sai trên, nó có thể sai trên iPhone nhưng mà nó đúng trong Samsung chẳng hạn, thì chúng ta phải test test để chúng ta có thể fix cho nó đúng ha. Thì đó, các bạn thấy ribbon seal là gì? Nó sẽ xài CSS, nó xài HTML để làm cái website của chúng ta có khả năng tùy tùy ứng chạy trên những thiết bị khác nhau. Nếu như chạy trên gọi là gì các bạn, trên máy máy tính thì nó ra như thế này, cái menu nó biến thành như thế này và nội dung là gì các bạn, là nó trải ra như thế này. Tuy nhiên khi mà trên máy tính bảng thì nó nhỏ hơn, các bạn thấy nè, cái tất cả những kích thước hình ảnh đều nó nhỏ lại, nó nhỏ lại cả ha, và đến một mức nhỏ nào đó thì nó tự động nó biến thành một dòng, nó biến thành một dòng mà thôi này, và cái menu nó cũng biến theo. Và người dùng là gì các bạn, có thể xem trên mọi thiết bị và không cần phải roll qua roll lại giống như cái kia nãy đó. Ví dụ cái này các bạn thấy này, như thế này mà tôi lại trên cái màn hình iPhone là các bạn thua rồi à. Muốn có thì chúng ta phải qua bên này đó, chúng ta phải kéo qua kéo lại kéo qua kéo lại, rất là khó chịu các bạn ha. Đây, kéo qua kéo lại này, nội dung thì không bị scale, không bị xuống đó, và menu cũng không có luôn. Thì đây là những website nó quá cổ điển, quá cũ rồi ha. Còn bây giờ các bạn nhìn tất cả những cái demo về Ribbon Seal đây à, đây là một cái demo, đây là demo thứ hai. Ví dụ như cái này các bạn sẽ thấy đây, chúng ta roll lại ha. À, lúc này là gì, các bạn bấm này, nó xuất hiện những cái menu, còn không là nó tắt và nội dung của chúng ta nó tự động đẩy thành một dòng hết. Đấy, các bạn nhìn thấy ha, nội dung biến thành những cái một dòng hết khi chúng ta kéo ra này. Đó, khi đến một kích thước nào đó thì lập tức là đây, ví dụ trên máy tính bảng lập tức nó xuất hiện ha, nhưng nội dung thì nó vẫn nhỏ lại. Bây giờ chúng ta này, nội dung nó vẫn nhỏ lại các bạn, nhỏ lại cho nó vừa này các bạn ha. Bây giờ chúng ta kéo ra. Đó, tự động nó lớn lên, tự động nó lớn lên. Đó thì các bạn thấy hay không? Thì tất cả những khái niệm, tất cả những cái framework nó sẽ hỗ trợ cho cái thằng Ribbon Seal website của chúng ta, đó chính là thằng Bootstrap mà chúng ta sẽ học những cái bài kế đến. Thì cái công nghệ này sẽ giúp cho các bạn là cái website của chúng ta chạy trên tất cả những trình duyệt, chạy trên tất cả những thiết bị khác nhau mà chúng ta không cần phải làm nhiều version, chúng ta chỉ làm đúng một version và chúng ta gắn những cái framework về Bootstrap vào thì nó sẽ giúp ích cho các bạn cái việc này. Đó, các bạn sẽ thấy ha, cực kỳ gọi là xây dựng web rất là nhanh, xây dựng web rất là nhanh. Đây, hoặc là những cái website đây các bạn nhìn ha, để người ta bán hàng website này, thì đây giờ chúng ta roll lại các bạn thấy này, đó lập tức là gì các bạn, nó biến thành một cái menu để chúng ta click ha. Đây là một cái dạng menu của nó ha, là một cái dạng theme, chúng ta bấm vào thì đây các bạn sẽ thấy ha, tất cả những cái hình ảnh nó cũng sẽ đi theo. Bây giờ chúng ta roll lên, nó lớn lên nhỏ lại được chưa nào, và khi mà chúng ta biến thành một cái dòng này thì nó còn nhỏ hơn được chưa nào các bạn. Và đây cái menu, nó cũng biến thành giống vậy, kèm một cái demo về Ribbon Seal Bootstrap. Rồi một cái ví dụ nữa đây, ví dụ như thằng này thằng này đây, khi chúng ta run lại đó, lập tức khi mà chúng ta run lại các bạn có thấy nè, cái menu biến mất và thay thế thành cái menu này, menu này, đồng thời những cái nội dung các bạn có thấy nè, những cái nội dung nó wrap lại. Bây giờ tôi nhỏ lại đây ở màn hình di động chẳng hạn, đây màn hình di động thì cái mấy cái này nó cũng nhỏ hết lại, slider cũng nhỏ lại, menu cũng thay đổi luôn, menu cũng thay đổi theo được chưa, menu thay đổi theo, đồng thời các bạn có thấy nè, nó biến thành một dòng hết này, biến thành một dòng hết. Chúng ta vào những cái trang khác cũng vậy đây, đó chúng ta vào những trang khác thì nó đều biến thành một dòng hết các bạn ha, biến thành một dòng hết đó, biến thành hết. Khi chúng ta kéo rộng ra các bạn thấy này, tự động sẽ giãn rộng ra đó, tự động hết các bạn ha, cái việc này nó làm tự động à, các bạn thấy là gì, khá là hấp dẫn đúng không nè, được chưa. Thì khi mà các bạn học về Ribbon Seal và Bootstrap các bạn cũng có thể tìm đến những khách hàng như thế này, tìm đến những khách hàng này chúng ta nói, chúng ta có thể thuyết phục họ rằng là bây giờ thế giới gọi là phát triển rồi, thì người ta xài di động rất là nhiều, tất cả mọi người đều xài di động khá là nhiều, smartphone khá là phổ biến bởi vì giá thành nó rẻ, và người ta là gì, các bạn thấy là gì, chúng ta không thể ôm một cái máy tính bảng đi theo của chúng ta cũng không thể ôm một cái laptop đi theo, thì đôi lúc nó cũng rườm rà. Tuy nhiên cái di động là gọi là vật bất ly thân đúng không các bạn, người ta xài di động rất là nhiều, lúc nào cũng trong người cũng có một cái di động, cho nên khi mà chúng ta có di động đó, thì người ta muốn xem một website, người ta mở di động lên cho nó nhanh, có wifi, có 3G, mở di động lên. Nhưng mà website của chúng ta không đáp ứng được điều đó, có nghĩa là gì các bạn, chúng ta đang mất mát những cái khách hàng tiềm năng đúng không nào, mất mát người ta lướt vào di động, người ta thấy cái sản phẩm, cái website này rất là cổ điển, xem trên di động không có được, cho nên các bạn có thể tìm đến những khách hàng gọi là chưa có Ribbon Seal Bootstrap này, các bạn có thể chào hàng và chúng ta làm lại website cho họ, chúng ta thiết kế lại những cái website cho họ
À, thì tôi nghĩ đó là những cái tiềm năng về website, nhiều rất là nhiều cái website mà khách hàng người ta order về, hay người ta order là làm lại responsive bootstrap và thay đổi những cái công nghệ mới, áp dụng những công nghệ mới, những cái thiết kế gọi là nó hiện đại hơn ha. Cách ở đây đây là một cái những cái ví dụ ha, những cái thiết kế nó hiện đại hơn, nó đẹp hơn nhiều các bạn ha, nó đẹp hơn nhiều những cái gọi là xài những cái công nghệ mới để cho nó đẹp hơn và nó chạy trên tất cả thiết bị. Thì đó là những cái khái niệm về responsive ha. Thì responsive web có nghĩa là chúng ta sử dụng HTML, sử dụng CSS để làm sao mà website của chúng ta chạy trên tất cả những nền tảng, chạy trên tất cả những thiết bị, từ laptop, từ máy tính để bàn, trên đến di động, mà không cần phải phát triển một cái mã nguồn nào khác, chỉ cần một mã nguồn mà thôi, mà có thể chạy trên được nhiều cái ứng dụng khác nhau, nhiều đến nhiều thiết bị khác nhau ha. Và cái thằng designer và cái người designer cũng chỉ design một version, nhưng designer phải tuân thủ theo những nguyên tắc mà Bootstrap quy định. Thì sau này liên quan đến những cái bài Bootstrap thì tôi sẽ chỉ cho các bạn ha, là designer phải tuân thủ những cái gì ha. Rồi, cảm ơn và xin chào các bạn ha.